Chuyển sang cảnh báo thời tiết, chiều tối và đêm nay vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở do có nhiều điểm mưa lớn. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mưa sẽ quay trở lại miền Bắc từ chiều tối nay và kéo dài đến hết đêm mai. Tâm mưa của đợt này vẫn là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Trời có mưa vừa mưa to, với lượng mưa là từ 50 đến 100mm một đợt. Có những điểm mưa rất to trên 150mm một đợt. Sau đợt mưa trước, đất đá đã ngấm no nước, bở nhão. Khi mưa trút xuống thì có thể sạt xuống bất kỳ lúc nào. Bà con sinh sống ở ven sườn đồi núi, ven sông suối nhỏ phải chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe thấy tiếng động lớn hoặc các dấu hiệu không bình thường.